Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình lên chỗ nhà bác Hòa hàng vải nuôi cái dòng chó Bully. Thì cái tập trước mình cũng đã quay về cái chú chó Monster này rồi, một cái bữa ăn của cái giống Bully Exotic được giống. Nhưng mà nhà bác Hòa thì có hai chú chó và hai dòng khác nhau, là dòng đây là dòng Exotic Bully này và dòng ở kia là dòng American Bully. Chú chó Beast Boy mà đã gắn liền với cả tên tuổi của bác Hòa rồi. Bây giờ chú chó được hơn 10 tuổi. Và cái con này là 1 tuổi không bác? Con này được đúng 12 tháng. 1 tuổi. 12 tháng và con kia là 10 tuổi, gọi là 1 năm và 10 năm. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cái sự khác biệt giữa hai cái giống chó Bully là khác hẳn biệt hẳn nhau. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình là nói về hai cái giống chó này để nhiều anh em được biết nhé. Ở trên mạng và trên cái kênh của em ấy thì rất nhiều người là người ta vẫn chỉ nghĩ là Bully là chỉ có một 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 loại thôi. Đấy, thì hôm nay may quá là bác lại có cả hai cái loại Bully. Đấy, không mình cứ để cho nó nằm đi. Đây, bác Hòa là có hai loại Bully, là một loại là Exotic và một loại là American. Thì hôm nay bác Hòa có thể giải thích được cho anh em được biết là như thế nào là Exotic và như thế nào là American. Thực ra như thế này, mình đầu tiên mình chơi là American Bully. Vâng. Thì cái con American Bully thì nó đã xuất xứ từ từ Mỹ rồi, Vâng. và nó có khẩu hình là nó to cao, To cao. cơ bắp, đầu thủ lớn, Vâng. người nó trung bình vào khoảng tầm 35 đến 40 đến 45 cân. 45 Cái con cân. này lúc bây giờ thì nó được khoảng 35 cân, nhưng Vâng. lúc mà thanh niên là nó được khoảng tầm 43 cân. Vâng, tức là lúc mà thời kỳ mà đẹp nhất của cái Đẹp dòng nhất của chó. nó là khoảng Vâng. 43 cân. Và cái hai loại này nó khác nhau ở cái là này. Con American Bully thì nó rất nhanh nhẹn, Ừ. nó Chân khỏe, cẳng nó cao ráo. cao ráo, khỏe mạnh. Ừ. Cái độ mõm này nó có dài hơn. Vâng. Chính vì thế nên ra cái hệ hô hấp nó rất là tốt, Tức sức là khỏe. cái sức khỏe của nó cũng Sức tốt khỏe hơn. tốt hơn. À. Con Exotic đấy bây giờ nó chỉ thế này thôi, Bác nghiêng cái mặt nó đi để em quay. Đấy, anh nó em có thể nhìn thấy rõ đây nhá. Đấy, ở cái góc này này là cái mũi của cái Exotic nó rất là ngắn. rất là ngắn, Đâm ra cái đường thở của nó cũng ngắn. nó kém đi, Thì là cái hệ hô hấp của nó là yếu hơn. yếu hơn. À. Thế Đấy, còn bác cầm bác nha, chỉ cho em cái mũi của con đây, mũi con này nhá, là nó rất là dài hơn. dài hơn. À. Cái đường đường thở thở nó rất là tốt. Đấy. Mà mõm hộp Con này đẹp nó chạy chưa? nhảy thì vô tư luôn, nhưng ông này không chạy Ở nước nhảy được. ngoài nó còn rất nhiều cái chương trình thể thao đấy. Đúng rồi. Và Thì nó là cái dòng American Bully. Bully. Đó. Mà đầu Cái thủ. khẩu chân nó dài này. Đấy, khẩu chân rất là dài. Nó to, lực lưỡng. Đấy, to cao lực lưỡng. Đó. Anh em có thể nhìn thấy ở góc này nhá. Đấy. Mình và bác Hòa hôm nay sẽ làm những cái chương trình rất là thú vị thôi, giải trí cho anh em được xem. Đấy, ở góc này anh em có thể nhìn thấy à, một cái con nó bằng một mẩu, một con này cao như thế này. Đấy. À, em còn nhìn thấy một cái nữa mà hôm nay rất là hay là hai cái sợi dây xích của hai chú chó đúng không ạ? À, chú chó American kia thì có một cái sợi dây xích rất là to ở trên cổ. Con này nó con American Bully thì nó khỏe. Khỏe lắm. Bác cởi ra cho em, bác cởi bác mang ra đây cho em để em cho khán giả. Đây bác. Đây, đây là xích thật đúng không ạ? Xích thật mà. Bác thả rỗng rồi. Đấy, cái này nó rơi vào khoảng tầm 3 cân. 3 cân. Đeo lên này. Đeo lên thế để cái luyện 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 cổ, luyện phần ngực. Này nó lên cao thì trông con chó rất là đẹp. Vâng. Cùng với cái mà vừa rồi cho nó ăn là cái đi mắt ấy. Vâng, thì tức nó là cái tạo cái lên. Cơ. Ừ, tạo Vâng. cái cơ lên. Đó. Đấy, Chứ rất là còn con này thì không tập được như thế được. Đây, con này thì bây giờ nó đang ra chỗ mình đây. Bác gọi ra để cho nó. Manta đây. Manta thì đấy, nó có một cái sợi dây xích rất là sợi mỏng dây xích nhỏ này thôi. gọi là điệu thôi. Điệu thôi đúng rồi, để dắt thôi. Dắt thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là hai cái sức khỏe của hai cái con giống nó khác hẳn nhau. Đấy, trông này. À, một cái câu hỏi nữa mà em cũng muốn hỏi bác thì là thời gian gần đây, là vài năm gần đây em thấy là gần như ít ít người nuôi American. Vì sao bác nhỉ? Ý này chơi cái dòng American Bully này này thì là nói chung là Bully thì nó là thời trang, Vâng. bây giờ người ta thích nó phải nhỏ gọn như này. À, nó nhỏ gọn. Nó vẫn là ở cái này nhưng mà nó thu nhỏ lại thôi. Vâng. Thế nên là
khi mà con chó mà Exotic bây giờ mọi người đang chơi thì người ta thích nó nhỏ gọn. Nó micro này, đấy à, gọi là con này nó có 10, size micro à? Con này có 16 cân thôi. Và chính vì thế nên nó cũng rất là phù hợp với cái người chơi ở trong cái nội đô này, trong thành phố ấy. Thời trang. Chứ còn thực ra thì tôi vẫn thích những dòng này hơn. Em cũng thích dòng kia hơn. Vì là bây giờ mình đợt tới mình cũng sẽ nhân giống cái dòng này. Mình sẽ mua một con cái ở bên nước ngoài về. Và thì mình sẽ làm một vài lứa. Em và bác Hòa là biết nhau là do con kia kìa. Đúng rồi, là con Big Boy này. Cách đây khoảng tầm 10 năm là mình đang đi đường ấy. Đấy, thì mình nhìn thấy bác Hòa dẫn con Big Boy thì mình thấy sướng quá, mình dừng lại. Đấy, thì cách đây khoảng tầm 10 năm mình đã chơi bác Hòa rồi, từ cái chú chó kia. Cái ảnh kia kìa. Đó, lúc ý là lúc ý nó đang đương kim đấy. Thời kỳ đỉnh cao đấy, thời kỳ đỉnh cao, đấy. Ok. Trên hình ảnh của anh em là hai cái chú chó bun lê đực luôn, nhưng mà các bạn nhìn thấy nó tình cảm không? Đấy, hai con đực nhưng mà không hề gầm ghè nhau. Rất nhiều người bác Hòa, rất nhiều người là không biết nhìn cái bọn bun lê này là cứ tưởng là biết bun, là tưởng bọn nó rất là dữ. Mọi người đều nhầm tưởng, nhưng mà thực sự là bun lê nó rất là hiền đúng không bác? Đấy, rất là hiền. Nó cứ nằm lăn ra thôi. Thế thôi, bây giờ anh em lại nói chuyện tiếp để cho mọi người được biết đi. Thì cái lúc đầu tiên thì anh em mình nói là vấn đề là cái size của Exotic bây giờ nó phù hợp cho cái việc nuôi trong nhà phố. Đúng rồi. Vì nó nhỏ gọn. Còn cái theo em biết thì là hình như cái giá trị của Exotic bây giờ nó cũng cao hơn. Đúng rồi, vì nó là thời trang mà. Nó cao từ nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Bản thân một con chó mà bố con này cái đồng chí Tuyến đấy đã mua như thế là cũng tiền tỷ rồi. Thế nên chính vì thế nên là khi nó ra cái dòng Exotic này mọi người đều thấy là hợp lý cả. Vâng. Cái cách nhỏ, cái khuôn khổ con chó nhỏ thì nó như thế và nó vẫn thân thiện, tính cách nó vẫn như thế nhưng nó chỉ nó thu nhỏ lại thôi, nên là cái kinh tế mà rất là cao. Tức là nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho cái người cái thôi. Con cùng đàn này mình bán vào trong Sài Gòn đã xích xoát 100 triệu rồi. Còn con này mà lần trước mà thì mình cũng đã chia sẻ là con này mình không bán mặc dù là có người trả tương đối cao. Trong lúc thời điểm thì nó chỉ là có 4 tháng thôi. Nhưng mà mình đã thế bác là giữ lại. Thì đến ngày hôm nay thì cũng như mình đã chọn thì là cái khung bệ nó rất là đẹp. Là đúng theo cái tiêu chuẩn của Exotic Bully đấy. Chẳng nhìn thấy chân đâu. Cái chân rất là mập mạp, mập ngắn đấy, mà nó lại đầu to, đầu thủ to đấy. Cái điểm stop thì ngắn đúng không bác? Đúng rồi. Mà đấy. nhìn ngang này nhá, cái lưng rất là đẹp. Mình đã nuôi thế này là không võng lưng. Con chó mà đứng này mình cũng không có thời gian tập cho nó nhiều, thế nhưng mà cái con này rất là tĩnh. Đấy, cái sự khác biệt nhau giữa hai cái giống boy chó Bully. Đây này còn Boy. Đấy. Boy thì dòng American, dòng Bully tiêu chuẩn, dòng Bully của Mỹ. Thì cơ bắp này, chân dài, cao to, lực lưỡng. Đấy, nhìn hai con này. Đấy, khác hẳn nhau đúng không ạ? Con này okay. Boy 33 cân, 35 cân thời điểm này. Còn con này có bằng một nửa, 16 cân thôi. Đấy. 16 cân mà Boy đeo đến bây giờ Boy đeo cái xích này là 5 cân này vẫn đi tập bình thường. Vâng. Đấy. Cái xích này 10 tuổi rồi. Vâng. Đấy thì cái video này mình và bác Hòa thì hôm nay cũng nhân tiện đây thì có hai cái dòng Bully sẽ quay lại cho anh em được xem. Thì thực sự là vài năm gần đây rồi mình rất thích cái American Bully nhưng mà bây giờ không ai nuôi. Vì mọi người đổ sang nuôi cái dòng Exotic này rồi vì nó nhỏ gọn, thời trang, nhiều người săn đón và nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cho những cái nhà nhân giống. Đấy, người chơi thì người ta có thể suy nghĩ một kiểu, còn nhà nhân giống thì người ta sẽ suy nghĩ cho một kiểu anh em nhé. Đúng không ạ? Mỗi người có một cách chơi. Có nhiều người ta chỉ thích thời trang kiểu này thôi. Nhưng mà với con Boy này là mình vẫn thích
cái dáng của nó và... chứ nó bể vệ. Nhưng mà theo em thì 1-2 năm nữa bác cứ kiếm một vài con đi, nhân giống thêm cái American Bully. Tới này mình cũng nói luôn mí cả sẽ làm vài ba đàn như này. Và để cho anh em thì cũng nhiều người hỏi lắm. Mà cái màu này là màu tiêu chuẩn ấy nhỉ? Màu xám. Ghi blue. Cái tiêu chuẩn đó. Đấy. Rồi ok, hôm nay một cái chương trình rất là dân dã thôi. Mình và bác Hòa là ngồi ở gần những cái chỗ chuồng nuôi chó. Thực nhưng mà rất là sạch sẽ luôn, cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, để quay ra cho anh em được biết là có hai dòng bully và sự khác biệt với nhau như thế nào. Cái con này nó cứ cuốn mình này. Đấy. Mày có đeo được này không? Rồi mình cũng hay đi quay các dòng chó. Đeo này không? Cái này mà đeo này là Làm mệt ngay, đeo chỉ một tí thôi đúng không ạ? Ok. Rồi, xin cảm ơn bác Hòa đi, hôm nay cũng nắng nóng là cũng để cho các cái chú chó nó nghỉ. Xin chào. Xin chào mọi người. Đấy, anh em mà có nhu cầu về bully này hay là có những cái câu hỏi nào mà cần thiết giao lưu thì sẽ liên hệ với bác Hòa. Cái thông tin của bác Hòa mình cũng sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video để cho anh em xem nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé.